tính như thế nào? Tôi sẽ chia ra hai cái, một cái bên doanh nghiệp và một bên là người lao động. Với bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp chịu 30%, 17%, tôi theo mức mới nhất, được không ạ? Người lao động là 7%, bảo hiểm y tế 3% và gì nhỉ? 1,5%. Tí nữa xem có đúng không nhé. Bảo hiểm thất nghiệp là theo bạn 1. Và đây sẽ là mấy? Là 1. Vâng. Như vậy tổng cộng vào doanh nghiệp chịu là bao nhiêu đấy? 21%. Còn người lao động là bao nhiêu phần trăm? 9,5%. Đã đúng chưa? Đây ạ, à, bạn nhầm ở chỗ này ạ, à, bảo y tế là 4%. Dịch chưa nào? 4% nhá. Đấy, thế tổng cộng đây là 22%. Và